Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình trò chuyện cùng với Đinh Đoàn. Thật ra thì ngoại tình là một điều mà không ai ca ngợi cả. Chắc là chỉ ai cũng nghĩ đến chuyện là nếu có người bạn đời của mình mà là ngoại tình, nó đau khổ lắm. Nó là một nguyên nhân hàng đầu mà dẫn tới đổ vỡ hôn nhân hiện nay. Trước đây người ta có thể chia tay nhau vì chuyện bạo lực gia đình, vì xung khẩu tính cách, vì mẹ chồng cay nghiệt, vì nhà chật, vì nghèo đói quá. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì nguyên nhân hàng đầu dẫn tới ly hôn đó là ngoại tình. Và rất nhiều người bênh vực ngoại tình cho rằng là có cái gì đâu. Tôi ngoại tình nhưng tôi không ảnh hưởng gì tới gia đình, tôi có bỏ cô đâu hay tôi có bỏ anh đâu. Chỉ chẳng qua là tôi chia sẻ thêm với người khác mà nào cũng có mất gì đâu. Tuy nhiên suy nghĩ như thế thì thật sự là nông cạn. Với những cái người mà ngoại tình kinh niên, ngoại tình liên tục, nó không phải chỉ là cảm nắng đâu, mà hết vụ này đến vụ khác và cho coi như đó là một lối sống. Rồi có những người tự hào về chuyện đã có được lên giường với bao nhiêu người phụ nữ, hay là người phụ nữ nào đó tự hào là mình đã chinh phục được bao nhiêu người đàn ông, kể cả những ông to, ông lớn cũng chết qua bàn tay của mình. Thì hãy nhớ rằng mọi sự nó đều có cái nhân quả. Chúng ta gieo những cái nhân ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặt lại những cái quả sau này. Mà quả ở đây là quả đắng. Và sau đây là 5 cái quả đắng mà những người ngoại tình kinh niên, không biết trân trọng cuộc sống hôn nhân, không biết giữ gìn hạnh phúc gia đình, đến cuối đời sẽ phải nhận lại. Cái quả đắng đầu tiên đó là sự cô đơn. Hãy nhớ rằng là các cụ ngày xưa có nói một câu rằng: còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Lúc còn trẻ mà đẹp lắm, có thể anh này thải ra nó có anh khác vồ lấy ngay. Kể cả mình đã có 2 con rồi mà đàn ông vẫn cứ hấp ha hấp háy. Kể cả những anh chưa có vợ cũng thích gạ gẫm mình. Trời ơi, lúc ấy là mình còn đang sung sức, mình còn đang có cái nhan sắc một chút. Và người ta cũng chả có mong ước gì nhiều, trông ngon thế kia, giá mà giờ được đi chơi, giá mà được lên giường. Thế thì nó không quá khó khăn để mà gạ gẫm một người đàn ông hay một người phụ nữ ngoại tình với mình. Nhưng rồi tuổi tác lớn dần lên, tuổi tác ngày càng cao lên, sức khỏe càng giảm đi. Lúc ấy nó không còn có gì giá trị để mình có thể thu hút, hấp dẫn người khác nữa. Thì cô đơn và nhãn tiền đã thấy rất là nhiều người rồi. Chẳng còn có ai thăm hỏi mình gì nữa. Đó là sự cô đơn, là một cái sự đáng sợ nhất. Đặc biệt cô đơn khi tuổi già. Lúc ấy ngồi chúng ta ân hận, chúng ta có áy náy, chúng ta nghĩ vào một thời vàng son. Sao ngày ấy thế nọ thế kia, mình trách người này bạc bẽo người kia là vô tâm. Rằng trước thì lao vào mình thề sống thề chết, nay mình đã là có tuổi rồi thì bắt đầu là lảng tránh. Mình đừng trách, hãy trách chính bản thân mình. Rằng khi trước đây mình đã không biết trân trọng bản thân, không biết giữ gìn. Đấy là quả đáng thứ nhất là sự cô đơn. Quả đáng thứ hai đó chính là người bạn đời coi khinh coi thường. Thật ra lấy vợ lấy chồng mong muốn là được hạnh phúc. Cũng không phải đôi vợ chồng nào mà khi có bất hòa xích mích phát hiện ra người vợ người chồng của mình ngoại tình thì cũng phải ly hôn đâu ạ. Bởi vì đôi khi, nhất là khi mà tuổi đã 35-40, con cái cũng đang lơn đở ở độ tuổi lớn rồi, người ta nghĩ đến nhiều thứ lắm, nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ đến chuyện phân chia tài sản, nghĩ đến chuyện con không có bố, nghĩ đến chuyện là nếu chia tay thì ở đâu. Thế rồi sợ rằng mang tiếng, rồi sợ là đứa này ở với bố thì không có mẹ, đứa kia ở với mẹ thì không có bố. Cho nên người ta không lựa chọn cái ly hôn là giải pháp cuối cùng, nhưng người ta cay đắng trong lòng lắm. Và cái cay đắng ấy lâu dần thì nó trở thành cái sự khinh bỉ, một cái sự coi thường, mà tôi không dám nói là căm thù, nhưng mà đúng là khinh bỉ coi thường, coi như chết rồi. Đã có nhiều chị nói rằng thôi bây giờ thì em sống vì con em cứ coi như lão chết rồi đi. Chứ còn bây giờ giá có ly hôn thì cũng lại dở đi mắc núi, dở lại mắc sông, cân đi nhắc lại cũng không dám. Thế mà đấy là sau này khi mà con cái trưởng thành, nó độc lập, nó có cuộc sống riêng, chỉ còn có 2 vợ chồng với nhau. Chúng ta không thể mong đợi cái người bạn đời của mình phải hết lòng chăm sóc, phụng sự rồi thương yêu, nâng đỡ mình khi mình ốm đau hay gặp rủi ro về bệnh tật đâu ạ. Bởi vì mình đã gieo cho người ta quá nhiều đau khổ rồi. Thì nay nếu người ta có làm điều A, điều B cho mình cũng chỉ là vì một chút tình thương, một chút chỉ vì đây là bố của mấy đứa con của mình. Chứ còn thực ra trong lòng tình yêu đã chết, không còn có một cái cảm xúc gì nữa. Cho nên chúng ta nhận được sự khinh bỉ, sự coi thường, sự thờ ơ, thậm chí sự bỏ mặc của người bạn đời. Tôi đã gặp một ông cụ Ông ấy nằm ở trong viện lão khoa ở Hà Nội. Ông ấy nằm 2 tuần liền mà không thấy có ai đến thăm. Thế và đến gần ngày ông xuất viện mới có một chàng trai. Và mọi người mới hỏi, ôi thế thì gia đình nhà cháu ở đâu mà sao từ hôm ông ốm đến nay chẳng có ai, hôm nay mới thấy cháu. Và cái chàng trai có khoe rằng bố cháu 3 vợ. Mẹ cháu thì Hà Nội, bố cháu công tác Hải Phòng, lấy thêm vợ nữa. Sau đấy vào Nha Trang lại có thêm một cô nữa. Và cháu là đứa con rơi của bố cháu với mẹ cháu ở Nha Trang. Thế và sau này thì cứ bà nọ lừa cho bà kia đấy. Thôi thì chị là chị cả, chị chăm ông ấy, chứ bây giờ ông ốm, ông đau, rồi ông có lương hưu, chị đi mà chăm. Thế rồi bà cả thì nói rằng là cô hai ở Hải Phòng đi lên mà chăm, cô cướp chồng tôi một nách nuôi con một mình cô. Lúc ấy ông còn khỏe, lương thì cô cầm của ông ấy, rồi còn mua nhà, mua đất ở với nhau. Tóm lại thì đến cuối đời, nằm ở trong viện một mình. May lắm thì có một thằng con, nó thương tình, nó gặp gỡ. Thì thật ra ở đây mình không trách 3 người phụ nữ kia là bội bạc, mà trách chính bản thân mình. Một câu nữa, gieo gió thì gặp bão, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Và ở đời, trong Phật giáo thì nó có một câu là quả báo. Nhưng mà trong duy vật chúng ta thì vẫn cứ nói rằng là có nhân có quả thôi. Đấy, sống thế nào thì sẽ được hưởng như thế. Cái thứ ba đó là con cháu nó cũng chỉ giúp đỡ thôi. Bởi vì đừng có nghĩ rằng trẻ con không biết gì. Thế rồi lớn lên nó trưởng thành, khi nó có vợ có chồng, nó nhìn nhận thấy là ôi rồi tưởng bố thế nào, hóa ra bố cũng vô trách nhiệm. Ngày đấy là đấy, cái hồi mà mình còn bé là bố cũng cặp với cô ở đây ở đó ở nọ ở kia, mẹ mình khóc sưng mắt lên. Nhiều đêm mình biết mẹ khóc mà mình không biết là vì tại sao. Đôi khi mình hỏi là sao mẹ lại khóc thì mẹ chỉ đánh trống lảng. Bây giờ mới biết rằng là mẹ đã phải tủi nhục đắng cay như thế nào khi mà cố gắng giữ cái bí mật, không cho các con biết rằng bố ngoại tình hay bố có bồ, để các con không bị tổn thương tuổi thơ. Và bây giờ thì các con nó sẽ thương mẹ nhiều hơn, nó sẽ sống, nó sẽ bù đắp cho mẹ, bởi vì mẹ đã thiệt thòi, mẹ đã hy sinh vì các con. Thế và ngược lại thì sẽ gì ạ? Rất coi thường người cha, người bố. Thì đấy, cái thứ ba là nhận từ ở con cháu của mình. Cái thứ tư là sức khỏe sa sút, rồi bệnh tật, rồi có thể một số bệnh hiểm nghèo. Nói thế chứ với những cái người mà sống buông thả, buông tuồng, quan hệ dễ dãi, thì không viêm cái nọ thì cũng nhiễm cái kia, có chữa được thì cũng để lại vết sẹo, vết lành, cũng để lại những hậu quả nhất định. Thế rồi nếu mà còn trẻ mà cứ quan hệ bừa bãi thì rồi có thể mang thai ngoài ý muốn, lại sợ rằng lộ cho nên lại nạo phá thai. Thế rồi phụ nữ mà nạo phá thai vài 3-4 lần thì còn gì nữa, có thể ảnh hưởng tới việc là sẽ không sinh được con, thậm chí là có những người phải đi cắt dạ con, phải bục cái nọ, phải hỏng cái kia. Thế thì nó đã có những cái bệnh tật như thế, cộng với cái việc là cứ phải cố gắng gồng mình lên. Hay là những anh mà vừa có vợ lại vừa có thêm 1-2 người tình nữa thì phải sử dụng chất kích thích không? Lúc còn trẻ nói thế chứ để mà đáp ứng mà phục vụ được thì phải dùng cái nọ cái kia kích thích để mà có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nó cũng dẫn tới ảnh hưởng tới sức khỏe rất sa sút. Cho nên là cuối đời đã cô đơn, đã bị người bạn đời coi khinh, đã bị các con rẻ rúng, lại cộng thêm với sức khỏe sa sút nữa thì đau đớn cực kỳ vô cùng. Và cái cuối cùng chính là kinh tế khó khăn. Thật ra thì con người ta đến cuối đời mà để được thảnh thơi, có được một chút kinh tế cho mình, chính ra những lúc 5 tháng còn trẻ tập trung bảo ban nhau vợ chồng con cái làm ăn, biết chi tiêu cho nó phù hợp, có tích lũy để phòng thân. Nhưng mà cả cuộc đời lúc còn trẻ thì tiền làm được đến đâu thì nướng đến đấy, ngoài ra thì đi bao trai bao gái, rồi khắc phục những cái hậu quả nọ hậu quả kia thì làm gì còn tích lũy. Cho nên đến cuối đời có khi nếu những người đi làm cán bộ thì chỉ sống bằng lương hưu, hoặc là những người mà không làm cán bộ thì cuối đời ngẫm đi ngẫm lại chẳng còn cái gì trong tay, còn mỗi một cái xác nhà đấy, lương hưu thì chả có. Cho nên là 70 tuổi phải còn đứng đường bơm xe, bán sổ số vân vân. Chính là vì chúng ta đã có những 5 tháng tuổi trẻ không biết giữ gìn, không biết cố gắng làm ăn, cho nên là cuối đời thì tay trắng là như vậy. 5 cái quả đắng mà như thế tôi nghĩ cũng đã là quá đủ đối với những người mà ngoại tình kinh niên, không biết quay đầu là bờ, lỗi lầm hết đợt này đến đợt khác và trượt dài trong những cái đam mê, những cái u mê. Hãy nghĩ lại, nếu các bạn mới có lỗi lầm, quay đầu vẫn còn thấy bờ và khắc phục lại, làm lại cuộc sống, sống lại cho nó tử tế, cho nó tốt hơn, có trách nhiệm hơn, không bao giờ là muộn cả. Hy vọng rằng mỗi con người chúng ta đừng quên một câu: thân hình của mẹ cha cho, khổ đau hạnh phúc đói no tại mình.